Xin chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của em Vui Ô Tô. Bởi một buổi chiều chủ nhật cực kỳ đẹp trời. Đẹp trời như thế này thì phải có những chiếc xe đẹp. Và đây một chiếc xe tuyệt vời, một chiếc xe màu đỏ nhập khẩu nguyên chiếc đến từ Nhật Bản. Chỉ có giá hơn 100 triệu đồng thôi đã có ngay chiếc Toyota Aygo 2006 máy 1.0 cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Với mức tiêu thụ chỉ 4 lít trên 100 cây thôi. Vâng, ai không tin mời đến kiểm tra và thử nghiệm. Một chiếc xe máy xăng 1.0 cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, nhập khẩu nguyên chiếc Nhật Bản màu đỏ, trẻ trung, năng động, khỏe khoắn đang có mặt tại đây. Vâng, thưa quý vị các bạn, một chiếc xe mà hạn đăng kiểm thì đến tháng 2021. Nhưng mà cái không tin được ở đây là chiếc xe lăn bánh được có 6.000 cây rồi, chưa được một vạn. 6.000 nữa nhá. Con xe này sản xuất 2006 nhưng đăng ký lần đầu năm 2009. Chiếc xe đẹp tuyệt vời, biển số 98A09952. 52 không phải 53. Một chiếc xe sơn si đồng đều bóng căng luôn, sử dụng máy xăng số sàn 1.0. Và bây giờ thì quý vị các bạn có thể đi cùng em Vũ Duy Ô Tô để kiểm tra và thử nghiệm chiếc xe này. Vâng, tạm thời thì chủ cũ để quẹt một vẹt như thế này, nhưng mà cái này bình thường thôi, lau qua cái sạch ngay. Đấy, cái này thì quá đơn giản rồi. Kính zin, xe cam kết cho quý vị các bạn là không hề đâm đụng, không hề ngập nước, máy số chạy cực kỳ mượt luôn. Và quý vị các bạn có thể nhìn các cái phần đèn của chiếc xe này, đèn lùi, đèn hậu, đèn phanh ba màu rõ ràng, đỏ, vàng, xanh. Đấy, đỏ, vàng, xanh lá. Bên này là quý vị các bạn nhìn kỹ nhá, đèn đỏ. Thế nhưng mà bên này lại là đèn xanh. Đấy, hàng đẹp luôn, nó lại đổi màu. Vâng, một chiếc xe nhập Nhật luôn. Đấy, biển số 98A09252. Đấy, kính zin cả xe, nội ngoại thất đẹp. Và đây là một mẫu xe mà nhỏ hơn cả Kia Morning, nhỏ hơn Kia Morning luôn quý vị nhá, cực kỳ đẹp luôn, với form dáng nhỏ gọn, rất là phù hợp với các bác mua về tặng vợ, tặng người yêu. Vâng, chỉ có giá có hơn trăm thôi. Đấy, lốp này, lốp thì sử dụng lốp đun lốp, và lốp này là 2015 nhá các bác nhá, 2015, vành là răng sắt. Con này thì có phanh tang trống đằng sau và phanh đĩa đằng trước. Máy số thì chạy cực mượt và dòng này nó rất nhỏ gọn, nên là các bác thông cảm là nó không phô trương nhiều. Đấy, trục bánh của xe thì cũng chỉ hơn 2 mét tí thôi. Đấy, lốp này 2016 này. Đấy, các bác nhìn nhá, lốp lắp rất dày dặn luôn, la răng đẹp, và vành la răng giả 6 chấu của xe thì nét căng luôn. Đấy, cam kết cho quý vị các bạn là không đâm độ, không ngập nước, máy số chạy cực mượt và mới được có 6.000 thôi. Đấy, sơn si đồng cản đều, bầu đèn rất đẹp luôn. Và đặc biệt là cái dòng này nó có cái bộ đèn này, hình viên đạn này, cực nét. Bóng của xe sử dụng bóng halogen. Quý vị nhìn nhá, bóng halogen. Cái loại này đi tối cực sáng luôn. Thế nhưng mà nói thật các bác nhá, con này vẫn còn thua cái con Tumi MK của Đài Loan. Con Tumi MK em có một con trước ấy, nó sử dụng bóng halogen với loại bóng xenon. Thưa quý vị các bạn, cam kết em chưa bao giờ nhìn thấy con nào sáng như thế. Con đấy mà là giá nó chỉ có 115 triệu đồng bán về tận trong Khánh Hòa. Đấy, bây giờ bác ấy vẫn đang đi đấy. Vâng, cực kỳ đẹp mà giá lại rẻ. Đấy, thế còn đây, các bác nhìn này, bầu đèn này, đẹp căng luôn. Sơn si đồng cản đều. Đấy, dòng này thì nó không có đèn gầm nhá. Cản của xe rất là đều luôn này, cản dưới này, hốc gió rõ ràng luôn này. Đấy, rất rõ ràng, logo Toyota to đùng, nổi bật luôn. Đầu thì con này nó hơi ngắn một chút, nên là nó không thể hiện được nhiều cái góc cạnh. Đây là, đây là một chiếc xe dành cho chị em phụ nữ. Mà đặc biệt các bác nào mua về tặng vợ, tặng bồ thì quá là tuyệt vời rồi. Quá là rẻ. Ôi giời ơi, chỉ có hơn 100 triệu đã được ngay tình cảm của vợ, của bồ thì tội gì không mua. Đấy, lốp rất dày luôn, lốp đi xa. Và lốp này thì quý vị các bạn có thể nhìn cùng em Vũ Duy Ô Tô. Em đang tìm lốp 165 này, 65 vành 14 nhá. Vành nhỏ thôi, cũng dễ dàng thay thế. Lốp 18, 2018, lốp dày, cua lốp đẹp này. Quý vị nhìn nhá, cua lốp này, cua lốp rất là sạch sẽ, đẹp đẽ luôn. Đấy, quý vị nhìn kỹ này. Đấy, quý vị nhìn nhá, đều luôn, cua lốp sạch sẽ. Đấy, ốc còn ngon nguyên. Đấy, và gương này, gương chỉnh điện luôn. Bầu gương rất là tròn, đều. Có gương chiếu hậu này, gương cầu này, gương cầu đây. Rất là đẹp, đều. Đấy, cửa nẻo sẽ chắc chắn nhá. Và dòng này tay nắm cửa nó rất nhẹ nhàng, nên các bác là khi mà sử dụng các bác nhẹ nhàng cho em. Đấy, tay nắm cửa mở rất nhẹ nhàng, cửa đóng mở êm chất. Đấy, cửa đều, không có một lỗi lầm. Kính zin, kính zin 2006. À, zin này. Đó, cửa mở ra rất là nhẹ nhàng luôn. Và các bác nhìn này, keo chỉ này, đều từng đoạn một luôn này, keo chỉ rất là đều luôn này. Đấy, tappy sạch sẽ này.
kính điện lên xuống hoạt động hoàn toàn ok này. Và đã được dán phim 3M cách nhiệt. Đấy, tappy của con này nguyên sần, đẹp tuyệt vời. Đúng là dòng ít đi, mới được có 6.000 thôi. Kính thì chỉnh cơ. Đấy, tuy nhiên là kính ở đây thì em không chỉnh được. Cái này thì tí nữa em kiểm tra. Xe vừa mua về thôi, nên là cũng chả kiểm tra cái gì. Thế là gọi là đây là kiểm tra kính nhá. Cái này là không có lên xuống nữa rồi. Hỏng hình rồi, cái này là chỉnh điện. Lắp bộ chế chỉnh điện ở bên kia. Tí nữa ra sẽ cùng kiểm tra cái bộ chỉnh điện đấy, ở ngay dưới đấy. Rồi, nội thất bên trong xe thì sử dụng nội thất ghế da màu đỏ pha kết hợp màu đen với các đường chỉ đỏ đẹp tuyệt vời luôn. Thể thao, phong cách, rộng rãi, thoáng đãng. Và con này thì có đến 4 túi khí. Túi khí vô lăng, túi khí ở táp lô và túi khí dọc sườn. Đấy, các bác nhìn cái chữ airbag ở ngay cái đầu cột đấy ạ. Vâng, túi khí dọc sườn. Cửa nèo thì chắc chắn là kính điện lên xuống hoạt động hoàn toàn bình thường. Dưới này thì không có sử dụng kính điện nhá, mà dưới này là sử dụng kính đỡ. Còn riêng cái dòng Tubi MK thì là kính nó bằng kính điện. Đấy, tappy sạch sẽ các bác nhìn này. Tappy rất là sạch sẽ luôn. Keo chỉ đều, zin đét. Và tappy này, đấy các bác nhìn nhá, rất rộng rãi luôn. Và các cái phần ốc các bác nhìn này, không hề có một lỗ nhỏ. Nội thất bên trong, đấy, nội thất ghế da đen pha đỏ cực đẹp, trần nỉ sạch sẽ. Riêng con này trần nỉ rất sạch luôn. Đấy các bác nhìn nhá, trần nỉ sạch tuyệt vời, đẹp đẽ luôn. Đó, các bác nhìn thấy chưa, rất là đẹp, đều, sơn si đồng đều, bóng căng, không một lỗi lầm. Đấy, cửa nẻo em đóng rất nhẹ nhàng và êm chắc. Đấy, các bác nghe tiếng đóng cửa đấy ạ. Vâng, thế còn đằng sau, các bác nhìn này, phần đều đằng sau này. Không gian đằng sau rộng rãi, thoáng đãng. Đèn thì thường thường các dòng khác thì đèn nó sẽ từ trên vả xuống, nhưng đây lại đèn từ dưới hắt lên. Đấy, một đặc điểm của dòng Ego Nhật Bản. Gạt mưa này, bấm nút đấy thì mở cửa này. Ấn sâu vào, vâng, ấn sâu vào. Kính zin nhá, kính này kính zin. Có các cái đường này là cái đường gọi là sấy kính. Khi mà ở những cái vùng mà lạnh ấy thì người ta sẽ sử dụng cái đèn sấy, cái sấy kính này. Đây là những cái đường nhiệt sấy kính để mà nó phủ băng những cái băng giá ở xung quanh kính. Đấy, các bác không biết thì đây em nói luôn nhá. Thế còn cái phần để mũ nón thì cũng khá là rộng. Đợt trước cái con Tubi MK của em không có thì em phải làm hẳn một bộ luôn. Và nói thật các bác chứ em chế độc có 150.000. Đấy, thế còn hộc đồ này rộng rãi, bác nhìn lót sàn này đã được dán 3M rồi. Đấy, lốp sơ cua thì lại là sử dụng lốp Continental. Đồ nghề kích lốp dụng cụ đầy đủ nhá các bác nhá. Một chiếc xe nhập khẩu, dụng cụ đồ nghề đầy đủ, không thiếu một cái gì. Đấy. Rồi. Tiếp theo người ta sẽ đi vào bên này. Các bác nhìn các cái phần khe khít này, nó rất đều luôn. Đấy. Và đây là lắp bình xăng để ở đây nhá. Mở ra nắp bình xăng này, các bác nhìn này. Đấy, bình xăng rõ ràng luôn. Tay mở cửa rất nhẹ nhàng. Đấy. Và cái dòng này thì các bác này, nhìn này. Đẩy cái nãy này ra thì cửa sẽ mở nhá. Đấy, đẩy nãy cửa mở, không gian thoáng đãng luôn. Đấy, các bác nào không dùng, không biết dùng thì em hướng dẫn luôn nhá. Đấy, cửa mở ra. Đây nó chỉ thoáng gió, nó hút gió ra thôi chứ nó không hạ hẳn kính xuống. Đấy. À, các bác nhìn nhá. Đấy. Các bác nào không biết dùng thì nhớ đấy, em hướng dẫn rồi đấy. Còn đóng vào thì gẩy thế này cái ra xong. Đấy. Nội dung tappy này, sạch sẽ luôn. Dòng này thì cái chị gái chủ cũ ấy rất ít đi nên là gần như là xe toàn để đấy thôi. Nét căng như xe mới. Đấy, không gian nội thất rộng rãi. Ghế này, các bác nhìn ghế này. Đấy, không gian đỏ đen pha rất là đẹp luôn. Rộng rãi thoáng đãng. Đấy. Rồi, bây giờ đến lốp, các bác nhìn dưới lốp nhá. Lốp bên này thì sử dụng lốp Dunlop và lốp này thì 2015. Đấy, lốp 2015, lốp 165, 65 vành 14. Vành la răng sắt đẹp nét căng và cua lốp sạch sẽ. Đó. Cửa nèo bên này, cửa thì đóng mở rất là nhẹ nhàng. Đấy, một chiếc xe zin đẹp đẹp luôn, không lỗi lầm. Đấy, có một số lỗi hơi đơn giản, cái này thì đơn giản thôi, tí nữa em sẽ báo. Thế còn đây, tappy này, sơn đỏ nét căng từng cm, sơn zin cả xe đều. Còn những cái chỗ mà tỉa lại tót lại thì không nói. Thế còn điện đóm, gương kính chiếu hậu thì điều chỉnh điện luôn nhá. Gương chiếu hậu điều chỉnh điện này. Thế nên là cái tay cơ của gương chiếu hậu là không sử dụng được nữa rồi, mà người ta sử dụng điện đóm điều chỉnh ở đây. Đấy, điện đóm điều chỉnh bằng điện hết nhá các bác nhá. Nên là các bác yên tâm. Nội thất bên trong thì ghế da màu đỏ pha đen. Vô lăng thì có túi khí này. Đây, túi khí này. Táp lô rất là sạch sẽ luôn. Và cái đồng hồ hiển thị thì các bác có thể nhìn đồng hồ hiển thị ở phía trong này này. 6.000 luôn nhá. Em nói chuẩn luôn, 6.000. Đồng hồ hiển thị rất rõ ràng. Đấy. Và bây giờ thì
Em sẽ vào ngồi lái, các bác nhìn này. Em ngồi thì cảm giác rất là thoải mái, mặc dù em là người to cao. Thế nhưng mà em ngồi trong thì cũng rất là rộng rãi, thoải mái. Hệ thống đầu đài đĩa đóm của xe đầy đủ luôn. Và đặc biệt là cái dòng này thì nó có điều hòa, hệ thống điều hòa thì nó đặc biệt, nó rất là riêng biệt luôn. Đấy, là điều chỉnh nệ gạt ở hai bên tai và núm chỉnh tốc độ gió ở giữa. Đấy, rất là đặc biệt. Mỗi cái dòng Eigo nó thế này thôi. Chứ còn dòng Tubi MK ở Đài Loan thì nó cũng chỉ có là một cái mặt ngang này thôi. Đấy, còn tablo sạch sẽ luôn này. Đấy, gương chiếu hậu đẹp, led căng, đèn đóm đầy đủ, trần nỉ sạch sẽ. Đấy, hộc đồ, tay nắm cần số thì hơi cũ theo thời gian. Cái này thì bác nào thích thì các bác có thể mua về xong rồi các bác thay. Cần số thì rất nhẹ nhàng, da riếc thì vẫn còn ngon. Đấy, tay phanh. Rồi, và con này thì có hai chìa khóa điện nhá. Hai chìa khóa điện như thế này luôn. Quá là tuyệt vời, các bác cứ đút túi đeo tay là được. Đấy, táp lô sạch sẽ, hộc đồ, rồi túi khí. Đấy, các bác nhìn ạ. Vâng, và bây giờ thì ta sẽ cùng kính điện này. Kính điện lên xuống à. Đèn nổ, sau đó ta đến khoang động cơ nhá. Đèn nổ nào. Vặn này. Đấy, đề phát nổ ngay. Đấy, đèn túi khí mát, các bác nhìn nhá. Rồi. Ồ, cái này đèn túi khí, em kiểm tra thì túi khí còn nguyên. Thế mà đèn túi khí như thế này thì tí ra em sẽ cho đi kiểm tra lại. Thế còn còi khá là to đấy ạ. Còi con này to phết. Vâng. Rồi, ta đi đến khoang động cơ để kiểm tra. Con này thì nhớ là các bác là mở nắp cabo ở đây nhá. Nắp cabo mở đây. Đấy. Kéo cái tay vào đây. Nãy phát. Rồi, ta đi đến khoang động cơ. Một dòng xe nhỏ gọn nhập khẩu nguyên chiếc Nhật Bản 2006. Lốp Briton này. Đấy. Lốp láp thì lốp này thì hơi cũ rồi. Lốp 2016. 2016 thật. Hơi mòn một chút. Đấy, kính zin nhá. Kính zin này. Kính spin tech zin luôn. Rồi, ta sẽ mở cabo. Thưa quý vị các bạn, là chiếc xe sử dụng máy xăng 1.0, dòng xe tiết kiệm gần như là nhất Nhật Bản luôn. Và cái dòng xe này thì được chị em phụ nữ rất là tin dùng tại thị trường Nhật Bản. Vì máy nhỏ, khung gầm bệ chắc và đi thì rất dễ dàng sử dụng luôn. Đấy, quý vị các bạn nhìn khoang động cơ của xe đó, rộng rãi, thoáng đãng. Và máy số thì cực kỳ khô, không hề có một chút gì gọi là dầu mỡ nhá. Máy số chạy cực êm chất. Và con này thì đã được độ thêm cả đèn halogen rồi. Bầu đèn rất là sáng luôn. Để các bác nhìn này. Đấy. Rồi ắc quy thì còn vẫn còn tương đối khá là đẹp. Đấy, ắc quy GS nha các bác nhá. Đấy. Dòng khỏe, gầm cao, máy chất êm chắc. Và các bác nghe tiếng máy đó, em mở luôn cho các bác xem để có hơi thừa hay không nhá. Ái chà, có vẻ chặt. Úi giời, con này chặt quá. Cam kết cho các bác là không hơi thừa rồi. Ôi rất chặt luôn đấy. Vâng. Rất chặt. Thôi cái này thì em sẽ cam kết và mời quý vị các bạn đến cửa hàng để kiểm tra. Thế còn cò này. Đấy, các bác nghe tiếng cò này các bác biết là máy chất như thế nào. Đóng hộp anh lắp cabo. Đấy. Thế còn gầm này, các bác nhìn gầm sáng láng luôn, sạch sẽ luôn này. Gầm bệ sáng láng sạch sẽ luôn. Đấy. Dòng này thì máy rất là êm chất luôn. Gầm này rất là thoáng sáng luôn, ba bô lê thẳng tắp luôn nhá. Không phải nghĩ ngợi gì luôn, không lỗi lầm. Máy số cực kỳ mượt, êm chất, khỏe khoắn, bền bỉ đấy. Tiết kiệm nhiên liệu, mới máy 1.0. Đấy, bô còn nguyên đẹp luôn này. Bộ xả cổ âm giảm âm tiêu âm của xe này. Đấy, các bác nhìn nhá. Đều luôn này. Đấy, ba bô lê thẳng căng đét đèn đẹp luôn. Đấy, máy số mượt mà. Đấy. Và thưa quý vị các bạn, đây là một dòng xe đẹp. Một dòng xe giá rẻ, chỉ có hơn trăm thôi. Đã có ngay chiếc xe Toyota Eigo màu đỏ đẹp tuyệt vời 2006. Đăng ký lần đầu năm 2007, biển số 980952. Đấy, những ai yêu thích cái dòng xe này, cứ alo ngay cho em Fuji Auto qua số điện thoại Fuji Auto 0869158926. Cửa hàng em tại Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng. Rất vui khi được các bác đến ghé thăm. Rồi, vô vào đây. Đấy, ngồi đằng sau. Bây giờ thì ta sẽ cùng đánh chiếc xe này về cửa hàng, tiện đằng nào cũng đi. Con này thì có một cái là kính trước nó hơi bị mờ một chút. Cái này bình thường, không vấn đề gì. Kính điện này hai bên có một cái hạn chế, nhưng mà cái này là điều chỉnh nhá. Thế còn bây giờ thì em sẽ đi chiếc xe này về cửa hàng với cùng quý vị các bạn. Ô chà, xe vừa về thì có hai cái lỗi đèn tay phanh.
Hiện nay là tí em kiểm tra, tí em cho vào gara kiểm tra. Đèn tay phanh không thấy tắt và đèn check engineer là cái đèn cảm biến khí thải. Cái này thì đơn giản thôi, nó không ảnh hưởng gì đến hệ thống cả. Cái này em sẽ đảm bảo cho quý vị các bạn luôn. Rồi, và bây giờ ta sẽ cùng lái chiếc xe này về cửa hàng. Cái dòng này máy 1.0 nên nó hơi yếu một chút, nhưng mà rất phù hợp với chị em phụ nữ nhá. Rất phù hợp với chị em phụ nữ đi những cái dòng xe này, vì là nó vừa nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu và khỏe khoắn. Đấy. Mà con này thì có một cái hạn chế là camera lùi không thấy đâu. Đấy, còn điều hòa thì mát lạnh luôn. Đấy. Ái chà, 1.0 nhưng máy khỏe lắm. Ôi, máy số khỏe phết luôn. Em để ở góc bên này này. Đấy. Ố cái ghế xuống. Cái ghế, chỉnh ghế rồi nhỉ. À đây. Rồi, kéo cái ghế xuống. À đây, để từ đây. Kéo cái này. Đấy. Rất dễ dàng lái luôn. Con này thì lái rất nhẹ nhàng và êm ái. Máy số thì khỏe mượt mà. Và rộng rãi, không gian rộng rãi. Và nói thật các bác, cái loại nhỏ nhỏ này chạy thì không chê vào đâu được. Mà êm chắc chắn và luồn lách thì còn cực dễ luôn. Ngắn hơn cả Morning cơ mà. Vâng. Thế và quý vị các bạn nữa nhìn không gian xung quanh của xe này rất là thoáng đãng luôn nhá. Đấy, không gian rất là thoáng đãng, dễ dàng kiểm soát xe. Đấy. Xe thì đi rất là chắc, chắc xe luôn, số má nhẹ nhàng đầy đủ. Và khả năng vọt của xe cũng khá là cao. Đấy, và đặc biệt là chiếc xe thì có hai chìa khóa nhá. Hai chìa khóa theo xe, điện, điều chỉnh điện luôn, khóa điện. Đấy, những bác nào yêu thích cái xe này cứ alo ngay cho em Vũ Duy Auto qua số điện thoại Vũ Duy Auto 0869158926. Cửa hàng em tại Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng đang có mặt chiếc xe tuyệt vời này với cái giá chỉ nhô 100 triệu đồng một chút thôi. Đấy, những ai yêu thích cứ alo ngay cho em Vũ Duy Auto. Xin cảm ơn và xin chào, tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video lần sau. Chúc quý vị các bạn chọn cho mình được chiếc xe tuyệt vời để yêu thích chiếc xe cho mình và nhanh chóng mua lựa chọn, để vì tầm này là gần đến Tết đến nơi rồi. Đấy, một chiếc xe đẹp. Đó. Và ai yêu thích dòng xe số tự động thì bên nhà em vẫn còn một con Ego số tự động nhá. Vâng, một chiếc xe Ego biển số Hà Nội luôn đấy ạ. Vâng, rất dễ dàng, rẻ, yêu. Và giá thì vô cùng yêu thương, chỉ có 212 triệu đồng có ngay một chiếc Ego số tự động. Đấy, biển Hà Nội 2007 nhập Nhật luôn nhá. Nhập khẩu Nhật Bản luôn. Đấy, xin cảm ơn và xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video lần sau. Và bên này là chiếc Ego đấy. Vâng, rất là đẹp luôn, mạ vàng luôn. Đấy, xin chào, tạm biệt.